Chào tất cả các cô bác và các anh chị và các bạn. Từ lúc nghỉ Tết đến giờ chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên à, trực tiếp à, các bạn ha. Thì à, trong Tết đó các bạn là tôi dùng những cái bài học trước đây mà tôi chưa công bố với các bạn đó à, cho các bạn xem trong những ngày đó. Còn bây giờ là cái bài mới của chúng ta đây. Và hôm nay chúng ta học cái um, cái phần ôn tập ngữ pháp đó các bạn, đó là bài số 7. Nó là ngàn lỗi sai với mạo từ the. Mà mạo từ the này đó, cụ thể hôm nay mình nói đến là khi dùng với danh từ không đếm được nha các bạn. Tại vì khi dùng với danh từ không đếm được thì mình mới nhầm lẫn. nha Cho nên á là hôm nay hôm nay mình sẽ nói về ngàn lỗi sai mà tại sao gọi là ngàn lỗi sai là tại vì khi các bạn sai cái mạo từ the này đó là trong tất cả mọi câu nói các bạn dùng không chính xác bởi vì đó chỗ này dùng đờ chỗ kia không dùng đờ và lúc nào dùng đờ lúc nào không dùng đờ thì gần như đó chúng ta đều rất là khó xác định những cái trường hợp thì nếu chúng ta xác định cái những cái trường hợp cụ thể như thế này đó chúng ta sẽ tránh được ngàn lỗi sai tôi nói hơi cường điệu hóa một chút nhưng mà thật sự ra các bạn nói một ngàn câu mà các bạn nhầm lẫn thì nó là sai trong cả ngàn lần đúng không thì nó là ngàn lỗi sai chúng ta bắt đầu nha các bạn ha ví dụ như các bạn thấy đây tại vì khi dùng đến mạo từ the đó thì lúc này chúng ta đều hiểu đó là khi nào chung chung và khi nào cụ thể ví dụ như khi xác định một thứ gì đó cụ thể chúng ta phải dùng the nhưng mà đó lúc nào thì là chung chung lúc nào thì là cụ thể ví dụ như tôi nói là life is beautiful được không hay là the life is beautiful thì lúc nào là chung chung lúc nào cụ thể thì các bạn phải xác định trong tình huống của từng câu có nghĩa là trong tình huống của từng câu mà nếu các bạn không xác định được thì các bạn cũng đâu có biết đâu là chung chung, đâu là cụ thể đâu đúng không? Thì như vậy chúng ta chỉ cần xác định đâu là chung chung, đâu là cụ thể thì lúc đó chúng ta biết đặt cái chữ The vào hay là không liền nha các bạn ha. Bây giờ tiếp theo. Tình huống thứ nhất nè. Life is beautiful. Là chúng ta đang ám chỉ cái gì các bạn? Đang ám chỉ đến cuộc đời hay là cuộc sống? chúng ta nói cuộc sống tươi đẹp ha các bạn nhớ là có một cái bộ phim life is beautiful nói về một cái một cái người do thái ha, yêu một cái cô người À, người ý hay là người áo gì đó các bạn chung cái bộ phim đó rất hay à, rồi cuối cùng có một cậu con trai là thằng bé rồi sau đó đó cả hai cha con đều bị đưa vào một cái trại tập trung người do thái à, rồi người vợ đó mặc dù không có bị không phải là người do thái nhưng mà cũng à, đi theo luôn có nghĩa là đi theo chồng luôn thì các bạn nếu chưa xem phim đó thì cố gắng tìm xem phim đó lại rất hay ha thì phim đó với tựa đề là life is beautiful thì lúc này nè người ta đang ám chỉ đến cuộc sống chung chung đúng không có nghĩa là đang nói đến cuộc sống chung chung dĩ nhiên là đến đây các bạn cũng rất khó phân biệt chung chung là thế nào nhưng mà khi đang nói đến chung chung đó các bạn thì lúc này đó không dùng mạo từ the thì lúc này các bạn thấy the life is beautiful là vô nghĩa à, lúc này các bạn chưa chắc chắn đâu chúng ta sẽ xét đến cái trường hợp cụ thể là như thế nào chúng ta đang nói life is beautiful là chung chung như vậy thì cụ thể là thế nào the life of a movie star is beautiful các bạn thấy ở đây là a movie star là đang nói đến một người bất kỳ có nghĩa là một ngôi sao điện ảnh bất kỳ nhưng mà đó lúc này người ta ám chỉ đến the life the life là cái cuộc đời của một một minh tinh một minh tinh màn bạc hay là một ngôi sao điện ảnh thì cái chỗ live này nè là đang ám chỉ đến cuộc đời của một ngôi sao điện ảnh chứ không phải là cuộc đời của bất kỳ ai nha yeah. thì lúc này nè đang ám chỉ đến cái cụ thể là cuộc đời của một ngôi sao thì lúc này đó các bạn cái live này đó là cụ thể nhưng mà tại sao ở movie store ở đây không dùng mạo từ The bởi vì đó nó là chung chung có nghĩa là một ngôi sao điện ảnh bất kỳ nhưng mà ở đây đó tôi à, hồi nãy tôi nói là với những danh từ không đếm được còn ở đây đó danh từ đếm được A uh, movie store là danh từ đếm được thì lúc này nó còn có mạo từ ờ uh và ảnh nữa nghe các bạn ha nhưng mà có thể dùng mạo từ the với lại danh từ đếm được không Hoàn toàn có thể, đúng không? Lúc nào, lúc nó là cụ thể xác định được đó là ai Thì lúc đó mình đưa mạo từ The vào đây Nhưng mà ở đây đang ám chỉ đến một, một ngôi sao điện ảnh chung chung Một ngôi sao điện ảnh chung chung thì mình phải dùng mạo từ A, đúng không? Nhưng mà đang xác định cái cuộc đời của một ngôi sao điện ảnh Chứ không phải là cuộc đời của ai khác Thì lúc này là dùng mạo từ The cho chữ Life đó, mà like là gì danh từ không đếm được. Thì lúc này nè, mình đang nói cụ thể là các danh từ không đếm được thì mạo từ the đi với nó. Nha các bạn ha. Như vậy thì trên đây life is beautiful không nói đến life của ai cả, không nói đến cuộc đời của ai cả. Cho nên á, cho nên là lúc này là nó là chung chục. Còn cụ thể là cuộc đời của một ngôi sao điện ảnh thì thật là tươi đẹp. Nha các bạn ha. ờ... Uh, À, sẵn đây nói với cô tuyết mai là tại vì đó mình đang giảng về ngữ pháp đó cô mai ơi cho nên là à giảng ngoại ngữ Pháp mà nếu mà đưa cái bản dịch tiếng Việt lên trên màn hình luôn á thì nó sẽ rối lắm cho nên là cháu không có đưa cái tiếng Việt lên nhưng mà thông qua cái lời giảng lúc nào cháu cũng nói tiếng Việt đi kèm với tiếng Anh cả cho nên là cô cố gắng nghe cái lời giảng nha cho nên là không không cần phải ghi lên nhưng mà cháu nói cái ý nghĩa của nó ra rồi thì cô cố gắng nghe và chép lại trong cái sổ của cô cũng được ha không cần ghi lên. Rồi cái thứ hai mà cô hay à, comment trong các cái video của cháu đó mỗi khi cô xem một cái video đó mà nếu cô thấy cái video đó mà đã được làm trước đây rất cũ rồi một vài năm về trước đó cô thì lúc đó chưa có kinh nghiệm cho nên là chữ để trên màn hình rất nhỏ còn bây giờ là cháu đã điều chỉnh và mọi người cảm thấy được rồi đó mà nếu như cái video mới mà làm ra mà mọi người vẫn cảm thấy nhỏ thì cố gắng nói cho cháu để cháu điều chỉnh cái chữ cho lớn lên nha còn những video cũ đã làm một năm trở về trước đây đó thì không thể thay đổi được nữa cho nên là lúc đó chữ nó hơi nhỏ à và những video ngữ pháp đó thì cháu sẽ không để tiếng việt lên màn hình mà thông qua lời giảng đó mọi người cố gắng nghe lời giảng để xem cái nghĩa của nó rồi ở dưới đây the life of a movie star is beautiful là cụ thể nha các bạn ở đây nữa Tom has retired. Là, Tom đã về hưu rồi. Tom đã về hưu nha, đã về hưu rồi. cho nên dùng cái thì perfect để diễn tả là đã về hưu rồi. nhưng, but the life of the movie star is beautiful. thì các bạn thấy ở đây có hai cái mạo từ the. như vậy thì các bạn xác định được cái cụ thể của nó không. ở đây đang nói về Tom. Tom đã về hưu thì lúc này cái câu viết tiếp theo là đang nói về Tom luôn đúng không? Thì lúc này là the life là cái cuộc sống này nè, là cuộc sống của ai? Của Tom chắc chắn luôn. Cho nên khi nói đến cuộc sống của Tom chứ không phải cuộc sống của ai khác thì nó là cụ thể cho nên phải dùng mạo từ the thì lúc này nè các bạn, lúc này thêm cái nữa nè, uh, the movie star ở trên đây là a movie star là một ngôi sao điện ảnh bất kỳ nhưng ở dưới đây đang nói về Tom đang nói về Tom mà mà cái câu tiếp theo này chắc chắn là nói về Tom mà đang nói về Tom thì cái movie star này nè thì chắc chắn là ám chỉ đến Tom thì tom ở đây là một ngôi sao điện ảnh ngôi sao điện ảnh đã về hưu thì lúc này đó các bạn movie star là đang ám chỉ đến tom là đang ám chỉ đến cụ thể rồi thì lúc này phải dùng mạo từ the movie star yeah, thì các bạn thấy ở trên a movie star là dùng mạo từ ờ là không có cụ thể nhưng ở dưới đang nói về tom thì lúc này đó chỗ movie star này đổi thành mạo từ the liền tại vì đang ám chỉ đến tom để tôi dịch tiếng việt các bạn thấy liền tom đã về hưu rồi nhưng cuộc đời của minh tinh màng bạc này minh tinh màng bạc này hay là ngôi sao điện ảnh này này có nghĩa là tom là ngôi sao điện ảnh đấy thì cuộc đời của ngôi sao điện ảnh này thật là tươi đẹp thật là tươi đẹp thì đó các bạn có nghĩa là cuộc đời cuộc đời của ảnh rất là tươi đẹp đó cho nên dùng um, động từ to be ở hiện tại luôn tại vì ảnh hiện tại đang mới về hưu thôi chứ chưa có mất đúng không thì lúc này là là dùng to be ở hiện tại đó thì các bạn thấy ở trên không dùng mạo từ the trước movie store mà mạo từ ở uh là không xác định được nhưng ở dưới lại xác định bởi vì sao tại vì đang ám chỉ đến cuộc đời của tom mà movie store ở trên không xác định được là một người bất kỳ thì ở dưới đây đó là movie star này là chính thom là movie star mình đang ám chỉ đến minh tinh màn bạc này hay là ngôi sao điện ảnh này đó thì lúc đó các bạn thấy cái cụ thể được xác định là như thế nào chưa đúng không rồi tiếp theo nào friendship is a gift tại sao bên trên không có mạo từ the trước uh, friendship tại vì đang nói đến friendship là chung chung là tình bạn tình bạn là một món quà không nói đến tình bạn của ai cả thì lúc này nó là chung chung đúng không nhưng bên dưới nè the friendship of people tested through time là cái tình bạn của những người mà đã được kiểm chứng qua thời gian ha đã được thử thách tested là đã được kiểm nghiệm kiểm tra hay là đã được thử thách all time là qua thời gian, tình bạn của những người mà đã bị đã được thử thách qua thời gian ha. is is a is a gift là một món quà. Dĩ nhiên là cái cụm tính từ god given này đó là trời cho đó các bạn, là Chúa ban cho đó ha, hay là trời cho, có nghĩa là một món quà trời cho. Thì lúc này nè, tại sao ở friendship bên dưới này dùng mạo từ the? À, là tại vì đó là nó đang nói đến tình bạn của những cái con người, những cái con người mà đã được kiểm chứng qua thời gian này nè. Đó chứ không phải là tình bạn bất kỳ. Như vậy không phải là tình bạn bất kỳ để là một tình bạn có xác định, có nghĩa là xác định ở đây là của những người đã được kiểm chứng qua thời gian chứ không phải là của bất kỳ ai cho nên dùng mạo từ the. Đến đây chúng ta dừng một chút xíu để nói các bạn thấy là hoàn toàn có thể không cần dùng mạo từ the cho các danh từ số à, không đếm được, đúng không? Có nghĩa là các danh từ không đếm được này hoàn toàn có thể dùng, à, không dùng bất kỳ mạo từ gì luôn. Có nghĩa là không cần dùng mạo từ the cho nó luôn. Dĩ nhiên nó bao gồm luôn những danh từ số nhiều mà đếm được đó các bạn, danh từ số nhiều mà đếm được nha. Thì lúc này đó hoàn toàn có thể dùng, à, có thể áp dụng đúng cái quy luật này cho nó. Đúng không? Cho nên là lưu ý đến cái thời điểm này là hoàn toàn có thể không dùng mạo từ tờ. Đúng không? Mà hoàn toàn có thể đặt nó vào luôn. Có nghĩa là có thể dùng được và có thể không cần dùng cũng được không sao cả. Cho nên đôi lúc các bạn phân vân là ủa chỗ này có nên bỏ chữ tờ vào không, có nên có nên dùng mạo từ tờ hay không? Và lưu ý là có thể dùng cũng được mà không cũng được nha. Yeah. Rồi chúng ta tiếp lúc nữa mình sẽ kết luận sau happiness is not easy to find. Hạnh phúc không dễ dàng tìm thấy được đâu. Hạnh phúc không dễ dàng tìm thấy được đâu. Thì lúc này nè, hạnh phúc có xác định là của ai không? Không các bạn. Hoàn toàn không xác định của ai mà chỉ nói chung chung thôi cho nên đâu có cần dùng the. Còn bên dưới nè, I realize tôi nhận ra là the happiness we have shared together. Thì cái này là tôi nhận ra rằng cái hạnh phúc cái hạnh phúc mà chúng ta chia sẻ cùng nhau như vậy thì cái hạnh phúc mà chúng ta chia sẻ cùng nhau có xác định không các bạn có có nghĩa là đang ám chỉ đến cái hạnh phúc mà chúng ta chia sẻ cùng nhau cho nên là đưa cái chữ tờ vào tại vì đang nói cái hạnh phúc chúng ta chia sẻ cùng nhau chứ đâu phải hạnh phúc chung chung đúng không nếu không phải nói chung chung thì phải đưa chữ mạo từ tờ vào để nói nó là cụ thể chứ cho nên á là miễn mình ám chỉ đến cái cụ thể bất kỳ thì thêm chữ tờ vào ha, chắc... con nên á cái thành phần ngôn ngữ nó là như thế đó các bạn ha cho nên là lúc này là các bạn định nghĩa mạo từ tờ như thế nào đó thì gần như là nó theo kiểu hàng lâm thôi Chứ còn trên thực tế đó khi nào mà các bạn đang ám chỉ đến một cái cụ thể thì đưa the vào. Còn khi các bạn nói chung chung thì bỏ chữ the ra đi. Đó nó là như thế. I realize the happiness we have shared together. Tôi nhận ra là cái hạnh phúc mà chúng ta chia sẻ cùng nhau is hard to find. Ở cái cấu trúc bên trên là is not easy to find, bên dưới là is hard to find, giống nhau nha. Là rất khó để tìm kiếm cái hạnh phúc mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau đó rất khó để tìm thấy, rất khó để tìm được. Có nghĩa là không phải ai cũng tìm được đâu. Ở trên thì it's not easy to find. Để các bạn thấy hai câu nó giống nhau lắm. Nhưng mà một một bên thì xác nói cái chung chung, một bên thì có xác định cho nên dùng the. Ừ. Còn chung chung thì bỏ chữ the đi. Cho nên là bạn hỏi là à, cái này thêm the vào hay không? Tại sao thấy người ta thêm the mà mình không thêm the? Không phải. Nó là như thế này nè nha yeah, các bạn ha. Rồi tiếp theo. He has a problem with fear. He has a problem with fear. Anh ta có vấn đề với nỗi sợ. Có nghĩa là cái nỗi sợ đối với anh ta vô cùng ghê gớm các bạn. Có nghĩa là anh ta sợ trời, sợ đất, sợ mưa, sợ gió. Có nghĩa là sợ cái gì nó cũng ghê gớm cả. Thì lúc này là cái nỗi sợ có xác định là nỗi sợ gì không các bạn không? Nỗi sợ chung chung. À, miễn có cái gì anh ta cũng sợ hết trơn á thì anh ta có vấn đề với nỗi sợ anh ta anh ta um, giống như là anh ta sợ hãi với cái nỗi sợ đó ha thì lúc này nè nỗi sợ là chung chung nha còn he has a problem with the fear of heights the fear of heights là cái sợ độ cao anh ta có vấn đề với cái việc sợ độ cao ha thì sợ độ cao ở đây là đã nói rồi đã xác định rồi đúng không sợ cái gì đâu có phải sợ chung chung nữa mà nỗi sợ về độ cao that children can overcome easily mà trẻ con có thể vượt qua một cách dễ dàng anh ta có vấn đề với nỗi sợ về độ cao mà trẻ con có thể vượt qua dễ dàng mà trẻ con có thể vượt qua dễ dàng này nè là đang xác định một cái nỗi sợ độ cao mà trẻ con có thể vượt qua dễ dàng nữa là lại càng xác định cụ thể cho nó nữa các bạn như vậy thì cái nỗi sợ này đã được xác định rất cụ thể cho nên thêm mẫu từ the vào the problem à, the fear sorry các bạn the fear of heights that thì cái cái đáp này đó là cái mệnh đề quan hệ nhằm định nghĩa rõ hơn cái the fear of heights là như thế nào nữa. Cho nên cái này đã được xác định rất rõ rồi thì tại sao không thêm the? Còn bên trên này các bạn đang nói đến fear chung chung đúng không? Đã, tiếp theo nào. Rồi, he wants to lose weight. Các bạn luôn 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 xem đọc trong các bài báo là lose weight là giảm cân. Đúng không? Lose weight là giảm cân Thì lúc này các bạn luôn luôn thấy là không có mạo từ the Đúng không? Khi các bạn đọc báo các bạn thấy là không có mạo từ the Khi các bạn thấy ai đó dùng mạo từ the vào the way Xong cái các bạn nói người ta sai Ôi bạn sai rồi tôi thấy nhiều nơi tờ báo nào cũng nói là quay không có mạo từ the đâu Thế tại sao bạn dùng the way? Nhưng mà không phải Nó không phải là như thế Các bạn He wants to lose the weight he gained during the holidays anh ta muốn giảm cái số cân mà anh ta đã tăng đã tăng trong suốt cái kỳ nghỉ lễ trong suốt những ngày lễ trong suốt những ngày lễ ăn quá mà, uống quá mà, cho nên nó tăng cân vùng vụt luôn. Nó tăng cân vùng vụt. Thì bây giờ đó, sau những ngày lễ, hoặc là ở Việt Nam là sau những ngày Tết rồi đó, thì người ta muốn giảm cái số cân người ta đã tăng trong những ngày lễ đó. Thì người ta đang nói cụ thể cái số cân đã tăng... Đúng không? Cái số cân nặng đã tăng trong những ngày lễ. Thì lúc đó nó là cụ thể rồi. Thì he wants to lose the weight he gained. Đó tôi có dịch ra tiếng việt rồi cho nên các cô bác cố gắng nghe cái lời giảng để mà ghi cái câu tiếng việt lại nha tại vì nếu mà chêm tiếng việt vào trong đây nữa thì nó không còn không gian để mình đưa ra bài giảng mà nếu tách ra à, các slide nữa thì quá nhiều ha rồi như vậy thì các bạn hiểu chỗ này chưa đọc báo thấy là lose way không hà mà trong đây ông thầy ông dạy là lose the way nữa thì như vậy có sai không hay là các bạn hay bắt bẻ người ta đó thì như vậy là không có sai nha các bạn khi ám chỉ đến the way cụ thể mà the way he gained là cụ thể rồi mà gain ở đâu cái cái cân nặng mà anh ta đã đã um, tăng đúng không? Gain là đạt được nha yeah, mà đã tăng trong suốt những ngày lễ thì đó cụ thể là cái số cân nặng đó chứ không phải là cân nặng bất kỳ cho nên thêm mạo từ g vào đây được chưa rất rõ đúng không có nghĩa là chỗ nào cũng thêm mạo từ g được mà chỗ nào cũng có thể bỏ đi được nha yeah, rất là linh động như thế rồi the little boy wants to earn money the little boy thậm chí mình nói the little boy cái cậu bé cái cậu bé mà nói là the little boy là mình ám chỉ đến cái cậu bé đó đó. Cái cậu bé đó đó dĩ nhiên là khi tôi nói cậu bé đó thì các bạn cũng không biết cậu bé nào đâu, nhưng mà cái này là cái cái câu nói giữa uh, những người mà người ta người ta biết cái cậu bé đó rồi, cho nên người ta dùng the little boy. Cụ thể như vậy có nghĩa là cái cậu bé đó muốn kiếm tiền muốn kiếm tiền, cậu bé đó muốn kiếm tiền ha, cái chữ the nó có thể là hiểu cậu bé đó, cậu bé này hay là cậu bé kia mà có nghĩa là ám chỉ đến cái cậu bé mà ai cũng biết rồi. Có thể tôi nói các bạn không biết nhưng mà các bạn là người ngoài cuộc mà chúng ta là người ngoài cuộc. Cái câu này của những người trong cuộc nói ha, cho nên là người ta ám chỉ như thế. Rồi, nhưng mà ở đây money không có earn money là không có mạo từ the, đúng không? không có mẫu từ nhưng mà có thể dùng mẫu từ cho nó được không hoàn toàn được the little boy wants to earn the money có mẫu từ tờ này các bạn thì lúc này muốn dùng the thì cái câu nó phải rất là cụ thể ý là cái cái danh từ này nó phải ám chỉ đến một thứ rất cụ thể thì mới dùng mẫu từ the the money that he can pay for his meals anh ta cái cậu bé đó muốn kiếm tiền để cái tiền mà anh ta cậu ấy có thể trả uh, cho những bữa ăn của mình thôi có nghĩa là ăn ba bữa một ngày hay là hai bữa một ngày đó mà cậu bé lại không có tiền trả cho nên cậu bé muốn kiếm tiền để trả cho các bữa ăn đó thôi chứ không phải kiếm tiền mua xe mua nhà nha các bạn đó cho nên là muốn kiếm tiền để trả cho những bữa ăn đó thôi mà tại sao lại tại sao lại cụ thể trong cái việc là kiếm tiền để trả cho những bữa ăn là tại vì đó có những người rất là khó khăn các bạn, chỉ muốn kiếm tiền để trả cho những bữa ăn thôi và khi mà trong những câu văn mà mình viết về vấn đề đó đó để nói đến là cái bữa ăn mà còn không đủ nữa, đó là ám chỉ là như thế đó các bạn ha. Cho nên lúc này nè earn money, mình nói rất thường xuyên earn money chứ mình đâu nói earn the money đâu, mình đâu có dùng earn the đâu. Nhưng mà tại sao ở đây dùng the là tại vì đang nói đến cái số tiền trả cho các bữa ăn thôi, cái số tiền để ăn ăn hàng ngày thôi trả cho miếng ăn hàng ngày thôi chứ không phải là tiền cho những thứ xa xỉ đâu đó đang nói đến cái sự khốn khó của cậu bé nhà các bạn ha lá thêm mở từ đó được rồi tiếp theo you always need to earn respect bạn luôn luôn bạn luôn luôn cần phải earn respect là phải kiếm được cái sự tôn trọng có nghĩa là sự tôn trọng ở đây có nói sự tôn trọng của ai không các bạn không? Đang ám chỉ đến sự tôn trọng chung chung, sự tôn trọng của những người xung quanh nè, sự tôn trọng của xã hội nè, sự tôn trọng của bạn bè, của gia đình của của tất cả những cái mối quan hệ mà mình gặp phải thì mình phải luôn luôn earn cái respect. Mình phải kiếm được, mình phải đạt được cái sự tôn trọng. À, thì lúc này nó chung chung Đâu có ám chỉ đến sự tôn trọng của ai đâu mà dùng mạo từ the, đúng không? Thì lúc này là không có the. Nhưng mà giải thích một chút tại sao dùng động từ earn. Đó các bạn, tại sao dùng động từ earn là nó giống như kiếm tiền vậy đó các bạn là mình phải earn. Là sao là mình phải bỏ công ra để kiếm được cái khoản tiền đó chứ mình đâu có à giật của người ta. Mình đâu có ăn cướp của người ta. Đúng không là mình phải ơn chứ mình không phải là mình không tự dưng mình have đâu. Mình không tự dưng mà mình có cái respect đâu các bạn. Cho nên trong tiếng Anh á dùng cái động từ ơn rất rõ. Nhưng ở trong tiếng Việt đôi khi mình bị nhầm lẫn là mình không thể nào mình có sự tôn trọng của người khác được đâu nha, mình phải ơn. Cho nên là mình hay trách móc người khác là ờ bạn không tôn trọng tôi. Ủi, sao mà tự nhiên bạn được cái tôn trọng đó ta? giống như tự nhiên bạn muốn lấy tiền của tôi được không đâu có được bạn phải làm gì đó bỏ ra thì có nghĩa là tôi mới cảm kích hay là tôi mới quyết định bỏ cái số tiền ra để tôi mua cái gì đó từ bạn đúng không thì đó là cách mà mình kiếm tiền là mình hiểu rất rõ rồi nhưng mà cái sự tôn trọng mà bạn cứ đòi hoài sao được cái sự tôn trọng là của tôi tôi có cho bạn hay không đó là quyền của tôi bạn cứ đòi hoài bạn cứ nói là ờ, bạn không tôn trọng tôi, anh không tôn trọng em, đâu được, mình phải bỏ ra cái thứ gì đó, thì người ta mới tôn trọng, cho nên người ta dùng cái động từ ơn là vì thế, tôi đang giải thích cái ý nghĩa của động từ thôi nha các bạn, nha, và cái đó cũng là trong cuộc sống mình cần phải ơn chứ không, không có tự nhiên đi cướp của người khác, không tự nhiên trách móc người khác, tại sao không bỏ ra cho mình, nha, got. You always need to earn the respect of your coworkers lúc này nè the respect of your co workers lúc này cái sự tôn trọng của đồng nghiệp tôn trọng của đồng nghiệp à, là cái cụ thể rồi cái sự tôn trọng này của đồng nghiệp chứ không phải đang nói đến tôn trọng của bạn bè gia đình à, người thân hay là bất kỳ ai đúng không? Mà là sự tôn trọng của đồng nghiệp. Thì lúc này mình đang nói đến cái cụ thể thì bỏ chữ tờ vô thôi hà, chứ không phải mạo từ là cái gì ghê gớm hết trơn, mạo từ xác định là cái thứ gì được định nghĩa bởi hàng lâm hết trơn á. Cho nên là cái này đang nói đến cụ thể, bạn bỏ chữ tờ vào. Còn bên trên là đang nói đến respect chung chung thì không có mạo từ đờ. Được chưa các bạn? Nha. Kết luận một chút là muốn bỏ vô cũng được, không cũng được là tùy theo bạn muốn cái trong cái tình huống mà bạn nói đó có nói đến cái cụ thể hay không thôi cụ thể thì bỏ tờ vô còn không cụ thể thì vứt nó đi nha yeah. cho nên không có ai sai không ai đúng cả mình phải hiểu cái câu nói của người ta người ta có nói đến cái cụ thể hay không người ta có bỏ mạo từ tờ vô hay không nha yeah. rồi tiếp theo nào rồi đến đây đến đây là những câu đố dành cho chúng ta đây à, câu đố dành cho chúng ta thì các bạn thấy nè people always love The Great Company giải thích một chút Great Company Company ở đây đó các bạn là sự bầu bạn sự bầu bạn hay là cái um, um, uh, uh, tôi không nhớ ra cái từ tiếng việt nào tại thời điểm này tôi chỉ nhớ đến cái từ là sự bầu bạn thôi dĩ nhiên là trong kinh doanh company có nghĩa là công ty đúng không nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó company có nghĩa là sự bầu bạn có nghĩa là cái tình trạng mà mình ở cùng với ai đó ở cùng với ai đó ha thì là sự bầu bạn phải không? Ở cùng với ai đó có nghĩa là mình mình đến đây mình chơi với ai đó là cái việc mình ở cùng mình quay quần xung quanh họ à, trong một khoảng thời gian nào đó thì cái đó nó gọi là company. Cho nên là trong lúc các bạn đang nghe tôi giảng các bạn tìm cái từ giúp tôi nha. Tôi chỉ nhớ cái sự bầu bạn thôi. Người ta luôn luôn à, yêu, luôn luôn thích, luôn luôn thích cái à, những cái sự bầu bạn tốt có nghĩa là uh, người ta, uh, giống như là người ta thích uh, bạn bè xung quanh mình để có một cái uh, cuộc sống, um, có một cái khoảng thời gian vui vẻ vậy đó các bạn. Thì để tôi lấy một cái uh, ví dụ thứ hai, rồi chúng ta quay lại, chúng ta thử đoán xem coi ở trên đây có dùng mạo từ gợi hay không, bên dưới này có dùng mạo từ gợi hay không. I miss the great company I enjoyed with you last summer. Là tôi nhớ tôi nhớ cái sự bầu bạn tuyệt vời của bạn, À, cái sự bầu bạn tuyệt vời mà tôi, uh, tôi và bạn, tôi và bạn cùng uh, tận hưởng. tôi nhớ cái sự bầu bạn tuyệt vời mà tôi và bạn cùng tận hưởng uh, mùa hè năm ngoái. thì lúc này nè, cái the cái great company này nè là đang nói đến I enjoyed with you là cái cụ thể rồi cho nên ở dưới đây là dùng mạo từ đó đúng không mạo từ the còn ở bên trên này đó là đang nói đến cái chung chung có nghĩa là người ta luôn luôn yêu người ta luôn luôn yêu thích cái sự bầu bạn tuyệt vời chứ không phải luôn luôn thích cái sự bầu bạn mà mà gây căng thẳng hay là cái sự bầu bạn mà gây ra nhiều cái phiền toái đó các bạn Yeah, người ta không thích cái bad company Mà người ta thích cái great company yeah, Là sự bầu bạn tuyệt vời Người ta luôn luôn thích cái đó Mà sự bầu bạn tuyệt vời này là chung chung Bất kể sự bầu bạn của ai Gia đình hay bạn bè Hay là người thân hay là người yêu Miễn đó là great company Là sự bầu bạn tuyệt vời là người ta thích thôi Thì đó là cái chung chung cho nên không có mạo từ tờ Còn bên dưới này uh, Great company này là I enjoy with you mà tôi tận hưởng cùng với bạn mùa hè năm ngoái thì lúc này nó là cụ thể cho nên dùng mẫu tư tơ. The... đúng không rồi tiếp theo nào à, the silence is golden rồi bên dưới này the silence around me when I was alone in the dark was terrifying ở trên này sự im lặng là vàng im lặng là vàng thì lúc này im lặng là vàng có cụ thể không các bạn nó rất là chung chung đúng không im lặng là vàng mình nói im lặng là vàng chứ mà đâu nói là im lặng trong tình huống nào đâu thì im lặng là vàng thì lúc này mạo từ đờ đâu có cần bỏ nó đi đúng không các bạn ha yeah. rồi nhưng mà ở dưới đây à uh, silence around me là cái sự im lặng xung quanh tôi cái sự im lặng xung quanh tôi when i was alone in the dark khi tôi ở một mình trong bóng tối khi tôi ở một mình trong bóng tối thì đang nói đến là lúc mình ở một mình trong bóng tối mà xung quanh mình là sự im lặng như tờ đó các bạn im lặng như tờ đó thì đang ám chỉ đến cái sự im lặng đang ám chỉ đến cái sự lặng im mà xung quanh mình à mà mình đang ở trong bóng tối thì lúc này nó cụ thể rồi cụ thể rồi thì phải có mạo từ the chứ đúng không the silence around me đó cái sự im lặng xung quanh tôi khi tôi ở trong bóng tối was terrifying tính từ terrifying là đáng sợ thật là đáng sợ yeah. cái này là đang kể lại cho nên động từ to be này nè là dùng ở quá khứ đó yeah là dùng quá khứ thì trường hợp nó lại càng cụ thể hơn nữa. Nha các bạn ha. Tiếp theo. The laughter of the children is music to my ears. Có nghĩa là tiếng cười của trẻ con nó là âm nhạc đối với uh, lỗ tai của tôi. Có nghĩa là tôi nghe tiếng cười của trẻ con nó như tôi nghe tiếng cười của trẻ con nó như là âm nhạc vậy đó. Nha, à, có nghĩa là có người yêu cái tiếng cười của trẻ con. Có người yêu luôn tiếng khóc của trẻ con các bạn ha, tùy các bạn có rơi vào những tình huống nào đó thì lúc đó các bạn sẽ yêu cái tiếng khóc của trẻ con thay vì cảm thấy phiền đói Nha, Thì lúc này nè, lúc này nè các bạn xem thử coi chỗ nào dùng mạo từ G Đầu tiên xác định cái children này. Người ta hay là khi bạn xem cái tình huống này bạn có biết là children nào không? Hay là trẻ con nói chung chung? Có nghĩa là trẻ con thì nói chung chung trên thế giới chỗ nào cũng có trẻ con thì nói đến trẻ con thì làm sao mà xác định được các bạn cho nên ở đây chắc chắn là không có the. Đúng không? Đó. a children thì lúc này là trước nó không có the tại vì không có xác định đám trẻ con nào cả mà nói trẻ con chung chung thì nhưng mà ở đây đó chữ laughter lại là có xác định xác định là laughter of children chứ không phải laughter của người lớn hay không phải laughter của người yêu hay không phải laughter của bạn bè có nghĩa là tiếng cười này là tiếng cười của trẻ con nó là âm nhạc đối với lỗ tai của mình đó thì lúc này nè chỗ laughter này phải dùng mạo từ the đúng không rồi đó các bạn hiểu chỗ này không ở đây ở đây vẫn là cái câu trên nhưng mà được triển khai ra cho nên ở dưới đây chắc chắn là mạo từ the là có dùng ha tại vì laughter of children thì lúc này nè, children at the Abbey, children at the Abbey, cái, trẻ con ở tu viện, cái tu viện đó các bạn, is music to my ears, câu dưới giống như câu trên. Nhưng bên dưới này đó các bạn, nó còn thêm một cái cụm từ này nè, thêm cái cụm từ này để xác định là trẻ con tại tu viện, chứ không phải là trẻ con tại nhà trẻ, không phải là trẻ con ngoài đường phố, không phải là trẻ con tại khu vui chơi đúng không đây là trẻ con ở tu viện cho nên là ở đây là đã xác định rồi cho nên bỏ mạo từ đờ vào các bạn thấy không rồi như vậy đó các bạn thì chúng ta quay lại à, hết rồi nữa ha Mà chúng ta quay lại kết luận cái gì là chúng ta hoàn toàn có thể dùng mạo từ đờ cho bất kỳ danh từ nào nhưng chúng ta hoàn toàn không cần dùng mạo từ cho bất kỳ danh từ nào nếu như nó không xác định Đúng không? Đó, cái kết luận nó là như thế. Cho nên nếu các bạn hiểu cái điều này và tôi lấy rất nhiều ví dụ để tách ra hai trường hợp đó để các bạn hiểu cái điều rất đơn giản mà tôi muốn truyền tải, có thể dùng hòa hoàn toàn không cần dùng đúng không thì hiểu như vậy các bạn sẽ tránh ngàn lỗi sai bởi vì đó mình nói ngàn câu thì chắc chắn vướng ngàn lỗi sai thì hiểu như thế này là hiểu đơn giản nhất trong ngữ pháp như các bạn và tôi cố gắng đó tôi giảng lại cho các bạn tôi giảng bất kỳ thứ gì theo một cái cách mà các bạn hiểu một cái ngốc ngách vô cùng mong manh đơn giản cái thì coi như hiểu hết toàn bộ rồi đây là bài đầu năm mới ha và tôi nhân đầu năm mới này tôi chúc các bạn à, nhất là các cái cô bác à, thật là nhiều sức khỏe thật nhiều sức khỏe và càng ngày đó khi học tiếng anh với cháu thì mình càng à, luyện cho trí nhớ của mình nó minh mẫn hơn và cô bác sẽ giữ được cái sức khỏe của mình tốt hơn và chúc cho các anh chị và các bạn trẻ à, cũng có nhiều sức khỏe và năm mới này chúng ta à, thành công và đặc biệt là thành công với tiếng anh các bạn nhé chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn bài tiếp theo